Okay, repeat after me. Climate. Climate. Climate change. Climate change. Have a negative effects on something. Have a Negative. negative effect on something. Effect. Effects. Effect 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 on ha, effect on something. effect Okay. on something. Water resources. Water resources. Water resources. Resource chữ o dài mình cong lưỡi chút mình tròn cái môi lên ạ. Water Resources. resources. Rising. Rising. Rising demand. Rising demand. Rising Rising demand. population growth. Population Population growth. growth. Okay. Economic Economic development. 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 Water supply. Water supply. Water supply. No longer. Water supply. No longer. No longer. Meet the demand. Meet the The demand. demand. Water shortage. Water Water shortage. shortage. Lack of water. Lack Of water. I'm lack of. Lack Lack of of water. Average. water. Average. 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 Trong vòng một tháng là phải luyện âm lại, đọc cho đủ đúng, đầy đủ, không được thiếu âm nhé. Litter. Little. Litter. Little. Litter. Little. Litter. Considerable. 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 Considerably. 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 Remarkable. 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 Remarkably. 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 But là please, please. Bleed. Remarkably. Quantity. 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 Virtual. Sorry, Virtual. virtual. Sorry, virtual. 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 Import. 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 Impost. Okay, imported. 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 Cái này là anh thành cục bay đi nè, và ta đi theo cái góc định từ thì mình nhấn âm 2 ha. Import. Imported. Important. Imported. According to According to. environmental According charity. to. Environment. Environmental Environmental. charity. 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 Describe. 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 Gra, 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 ai là cái chữ âm đuôi là âm bi nữa.
Describe. Right. Describe. Describe. Right. Serious threat. Serious. Serious. Read. Serious. Yes. Oh, Threat. sorry. Serious threat. Serious threat. Press. Global crisis. Global crisis. Global crisis. Global. Global crisis. Global crisis. Ok, rồi, hai đứa thay phiên đọc nè. Crisis. What crisis? The earth is getting hotter because of climate change, and this is having a negative effect on water resources in many countries. At the same time, there is a rising demand for water, which comes from population growth and the economic development of countries like China and India. In years to come, it's likely that the world water supply will no longer be able to meet the demand. In country with lots of water, it's easy to think that the water shortage isn't a problem. In the UK, for example, the price of water is quite loud, and the average person consumes 145 liters per day, considerably less than in many developed countries. However, large quantity of water are used to make the product we consume. 15,500 liters for a kilo of beef, 2,700 liters for a custom dessert. Đúng. If you include all the petrol water, the average daily consumption in the UK is around 4,500 liter per person a week. 3,000 liter are imported. According to the environmental charity WWF, Worldwide Fund for Nature. A recent study describes the water situation in the world as a serious threat to economic growth and our food supply. If we don't stop thinking about what somebody else's problem, this situation could soon turn into a global crisis. Ok. Bữa nay hai bạn đọc là tức là đọc rõ hơn rồi chứ, Dũng cũng bớt ờ đi. Rồi sửa lại cho cô một bài âm nhé, như này, đọc vài âm sửa nè. Low. 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 Âm đuôi nè. Develop. Develop. Âm T. Develop. 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 Beef. Beef. Beef.
B. Cotton. 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 Okay. T-shirt. 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 Jesus. Virtual. 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 Và cái âm F là W là tiếng Việt, nó là W. 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 W W W W F. F. Ok. Serious. 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 Soon. 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 Ok, rồi dịch nè. Cô chia Dũng dịch từ đầu cho tới tới cái chỗ country đi. Linh sẽ dịch từ cái đoạn however cho tới hết ha. Rồi Dũng nè. Crisis Khủng hoảng, cái gì khủng hoảng, nè. trái đất ngày càng nóng hơn bởi vì do cái sự thay đổi biến đổi khí hậu, và cái và Điều điều này. này đã có cái tác động tới cái nguồn nước ở rất nhiều các cái quốc gia đấy. Ok. Đồng thời thì nhu cầu thì ngày càng tăng về nước, xuất phát từ cái nguyên nhân là cái do cái sự gia tăng dân số và cái sự phát triển của nền kinh tế, ví dụ như là của các quốc gia ví dụ như là Trung Quốc và Ấn Độ, trong những năm thì tiếp theo, thì rất có thể thì cái nguồn cái cung cấp nước ở trên của cái trên thế giới thì sẽ không còn đáp ứng đủ cái nhu cầu ở những nước ấy, quá rất nhiều nước. Kiểu nghĩ đến là nghĩ đến kiểu cái nước nó không, cái việc thiếu nước nó không phải là cái vấn đề. Ở nước Mỹ thì nhỉ? À quên, ở nước Anh quên. Ví dụ cái giá nước khá thấp và kiểu trung bình của mỗi người tiêu thụ là khoảng mỗi người tiêu thụ là 145 lít cho ngày, thấp hơn là đáng kể so với các cái quốc gia phát triển. Vâng. Rồi lên Tuy nhiên, một số lượng lớn nước được sử dụng để tạo ra các sản phẩm. Chúng ta tiêu tốn 15.500 lít cho 1 kg bò và 2.700 lít cho một cái áo cotton tông. Nếu bạn bao gồm tất cả những lượng nước ảo, thì trung bình một ngày tiêu tốn ở nước Mỹ là khoảng 4.000, ở nước Anh chứ, ở nước Anh bao gồm 4.500 lít nước trên một người. Trong đó thì có 3.000 lít là được nhập khẩu theo cái tổ chức từ thiện môi trường, vì môi trường WWF. Thì một nghiên cứu gần đây đã mô tả rằng thực tế tình trạng nước trên thế giới là một mối đe dọa nghiêm trọng cho sự phát triển của kinh tế và nguồn cung cấp thực phẩm chúng ta. Nếu chúng ta không dừng việc nghĩ rằng nghĩ rằng việc nước sẽ là một cái vấn đề ở mọi người Của thì người cái khác, của người khác. của người khác thì cái tình trạng này sẽ sớm trở thành một thảm họa thế giới. Khủng hoảng toàn cầu. Toàn Tức cầu. là nếu mình không chịu bỏ đi cái ý nghĩ là nước là vấn đề của người khác chứ không phải là của mình ấy, là ai cũng không có trách nhiệm ấy, thì
sẽ đi tới đó. Nếu chúng ta không ngừng suy nghĩ là không ngừng cho rằng nước là vấn đề của người khác, mình có từ UK, UK là của tờ là The United Kingdom, bằng với từ Britain. Britain là Vương quốc Anh. Trong Vương quốc Anh thì sẽ có bốn nước là gì Dũng? Dạ em không biết. Ok, bao gồm nước Anh nè, nước Wales, nước Ireland đúng không? Và Scotland. Đó, Scotland. Scotland đó, Scotland. Thì ở đây sẽ là Vương quốc Anh nè, còn cái nước Anh nó là một phần trong cái Vương quốc Anh. Rồi, đang thắc mắc là lúc Dũng dịch là có nhìn Google dịch không hay là tự dịch nha? Hôm nay bạn Linh bạn mới dạy em đấy cô. À, là bây giờ em dịch hả? Dạ, vâng. Sao em không tự Không, em có dịch cùng với bạn mà bạn ấy bắt em dịch không? Không bắt đầu bạn ấy sửa cho em. ok, tại vì hôm nay em dịch mướt thế. Linh thì trước giờ là dịch đã ok rồi, hôm nay em dịch là em không có dịch 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 dịch, hôm nay em dịch đi nó hết là trơn luôn đấy. Từ đây cho tới về sau là cứ một ngày cô đưa một đoạn dịch, còn có hôm thì cô sẽ cho hai đoạn tùy bài nhé. Rồi ok, qua tới lượt mình nè, speaking á. Right. Is there a water shortage in your city now? Lynn. Is there a water shortage? I think There isn't. there isn't. So, how about in your hometown? My hometown, there isn't a water shortage. This means the people in your hometown always have enough water for use. Yes, in my hometown, we have enough water for you. How about the water resource? Is the water resource in your hometown is cleaned or polluted? It's clean. So you can use clean water every day? Yes, I can use clean water every day. Can you use the same amount of clean water in the big city, such as Hanoi capital? I think the water in Hanoi isn't clean. Quay It's hòa ha ha. more is more polluted. Is it Yes. polluted? So why, Dũng nè, why the water in big city is more polluted than in the countryside? I think very people So many. use that. So many people use water and gọi là tự nhiên em thải 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 ra nhiều. So many people use water and release Ly release into environment. the environment, and water treatment system is operational every day, but trong thành phố á, Operate operational liên tục nè, consistently consistently, sorry, tôi dùng sai là constantly, constantly hoạt động liên tục nhưng mà nó vẫn sao? still vẫn population. Population tức là không đủ cung cấp đâu đúng không? Nó hoạt động nhưng mà nó vẫn sao?
Cô thêm câu nhé. Tức là cái nhu cầu nước sạch ha, clean water demand is so high in big cities. Vậy thì cái công ty nước nè, water company doesn't, chỗ này có nghĩa là cái nguồn nước ấy. We the company, the water company doesn't provide or supply enough clean water to the citizens. Ý này hợp lý không ta, hay là sửa lại không? Nhu cầu nước sạch quá cao cho nên là có một số nơi người ta dùng cái nước gì ấy Giếng mưa. nhỉ? Nước giếng, nước mưa với lại nước bơm, đúng không? Rain water nè. They use rain water những cái vùng ngoại ô nhé. In the outskirts ha. Outskirts hoặc là suburb of the city. In the suburb, outskirts, people can use rain water nè, well water, or the pumped water, cái nước mà được bơm lên ấy, để sử dụng, to use, they need to use, họ còn phải dùng thêm, need to use more cái này thì mới có thể đáp ứng được, meet the demand, to meet the demand for daily water consumption. Và lý do là tại sao quá nhiều người ở thành phố nhỉ? Linh nè, why there are more people in big cities than in the countryside? I think many people always need always go to the city because they need to find the job. And Many university. many university in the city. Okay. So many people lives in the big city because they move to live in the city. They need jobs and the big city now offer more jobs, opportunities than in the countryside. People move to Ho Chi Minh City to move this one move to the city, move the các thành phố nhé, move to the cities for university đó, education, giáo dục bậc cao đây nè, higher education. Education and more job opportunities. This one. Rồi, giờ nói lại cho cô nhé. Tức là nước nước ở thành phố thì nó ô nhiễm hơn, tại vì có quá nhiều người sống trong đó. Cho nên là cái nhu cầu mình sửa ý lại nhé. Pollution nè. Rồi. Có quá nhiều người sống thành phố bởi vì họ tới đó để làm gì đó, cho nên là cái nhu cầu nước của họ rất là cao, được chưa? Và sau khi sử dụng thì họ sẽ release những cái nước nước đã qua sử dụng đó, used water nhé, và môi trường, hệ thống này hoạt động liên tục luôn nhưng mà vẫn không đủ nước cho người ta dùng. Lúc này họ phải dùng thêm mấy cái nước kia, mấy cái nước kia thì nó không có đảm bảo cái chất lượng ha. Rồi, need to use this one thì mới đáp ứng được ha, to meet
meet a demand for. Rồi Dũng nói lại nào. Dạ, em thân nói là the city more populated than khu ngoại ô thì nói là gì nhỉ? Outskirts đâu, mình đang nói về thành phố với lại nông thôn, còn ngoại ô nó Nông thôn. phố Quên, mà, nông đúng không? nông Rồi thôn là cái gì nhỉ cô nhỉ? countryside. Countryside water in the city more populated than that in the countryside because so many people live in the big city and people move to city for higher education and more job opportunity. Clean water demand is so high in big city. People release use water into the environment. Water treatment system is operation constantly. The water company doesn't provide enough clean water to the citizen. In the countryside, they need to use more rain water, well water, pump water to meet demand for daily water consumption. Okay, indeed. Cô em ra ngoài xíu, thời tí em vào Okay, lại. need to use more young citizen there. Need to bà. Rồi, Linh gắn cho cô mấy cái từ nối. Từ nối. Bây giờ đó, bởi vì water đó sao, because rồi so many people live in big cities, ta nói nè. Level à đúng Cái chỗ này mình có cần nói không? no No, rồi thì chỗ là đây when you để move for trả. move Rồi cho từ nối chỗ này. Vì tại so I don't sâu, nhưng mà đầu câu related to hả, đây là điều này dẫn đến điều này dẫn đến. Ok, that leads to the demand is so high in this city to and list. Cái chỗ này cứ dùng từ list, chỗ này cô có cái vế, đây là câu rồi thì that list to đi với cụm từ thôi, thì chỗ này thay vì dùng that list to cô dùng với cụm là as a result nhé. As Đã we là rồi, tiếp nào. Sau khi sử dụng nè, release sau khi sử dụng. after using After using then release they you into the environment. Rồi tiếp nè, trong khi đó dùng từ In the world gì? Trong khi đó không đến nói cách khác mà trong khi đó là why à while while. Rồi, nếu em muốn why dùng từ while, tức là họ thải ra môi trường, mà trong khi đó thì cái hệ thống này không á nhá. Nếu mà dùng while thì mình phải nối hai câu này lại cùng một vế với nhau nha. Còn nếu như chỗ này mình có dấu chấm, được chưa? While nó sẽ nối hai vế, thì là SV while cộng với SV cho cô sự ngữ pháp để mình còn đi thi. Rồi, và nếu như mình muốn dùng chỗ này dấu chấm rồi thì sẽ dùng cho cô là whereas. Phải không? Right. Đầu câu đó nha.
Rồi, trong khi đó, được chưa? Rồi, liên tục. Rồi, cái vế sau mình thêm từ gì? Vì vậy Vì vậy, ok. ta Đâu đâu, vì vậy trong khi đó cái nước hoạt động liên tục nhưng mà người ta vẫn không đủ nè. Tuy nhiên nè. tuy nhiên là đâu Đâu là mặc dù rồi, tuy nhiên là bằng chữ therefore Therefore là cho nên. Không. however However. Rồi. Trong khi đó hệ thống thì liên tục. À. Release. Còn không thì sau đó họ thả vào môi trường. Trong khi đó hệ thống này thì hoạt động liên tục. Còn không mình nói hai cái câu dưới xuống thành vế đó nha. Dịch giống như em là trong khi đi hạt, trong khi cái hoạt động liên tục nhưng mà cái hệ thống này vẫn nhá, still. Dạ. Still Đủ. Rồi. Tiếp nào. Thêm vào đó. in addition Đúng rồi. In addition. Rồi. in a Ở vùng ngoại mystery ô đó. Rồi, ở đây nè. Cô sẽ nối cái cụm này vào xuống dưới luôn nhé. Những người dân ở vùng ngoại ô. À, water. Còn lại là to meet the demand. Được chưa? Rồi. Linh đọc lại cái phần đã nối. Water. Water in the city is more polluted than that in the countryside because so many people live in the big city. They move to the city for higher education and more job opportunity. As a result, clean water demand is so high in big city. After using the released ill water into the environment, while water treatment system is operational constantly, the water company still doesn't supply enough clean water to the citizen. In addition, citizens in the outskirts need to use more rain water, well water pump water to meet demand for daily water consumption. Ừ, chỗ đây đọc là pumped. Pumped. Được chưa? Âm đuôi của nó là ha, pumped. Pumped. Rồi, giống đọc lại lần nữa. Lần này có từ nối á, nhưng mà hồi nãy em đọc chậm lại cho cô giống rồi. Đọc chậm cho cô để kiểm soát không có thiếu âm nè. Rồi, giống đọc đây, đọc hết nhé. Đọc lại lần cuối nè. Vâng. Water in the city is more populated than that in the countryside because so many people live in the big city. They move to the city for higher education and more job opportunities. As the result, clean water demand is so high in the big cities. After using the released used water into environment, while water treatment system is operational, operate Regional operational operation. constantly, the water company still doesn't provide enough clean water to the citizen. In addition, citizen in the outskirts need to use more rainwater, well water pump water to meet the demand for daily water consumption. Rồi, câu số 2 nè. What would chỗ này có khả năng mà. What will happen if there is a water crisis?
our country. Mỗi đứa một idea. Linh nè. Many people doesn't have a clean water. Have clean Giống. you. Mỗi đứa một ý xen kẽ nha. Wow. No no water, no no kiểu sao kiểu kiểu tắm đi Không có nước không có tắm được à? bạn đúng rồi. Rồi, tức là từ ở phía trên thì sẽ làm điều gì nó sẽ gây ra nhiều sự bất tiện nhé. So, it can cause Power. inconvenience inconvenience for their daily life. Rồi mới for example nè. Rồi nó là cái vế nãy gì mà. Dạ, for example, no water, no sour. Ok. They cannot take a shower, đúng không? Take a shower, yes. Take a shower. Cleaning, cleaning vegetable. Ok. Food, 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 clean, clean, clean food. Ok, so they can take a shower, wash food What's food? Yeah. and And không tắm được, không rửa được đồ ăn. kiểu not good for health. À, rồi thì tới chỗ này là ví dụ thôi mà đúng không? They can take a shower sau một ngày sau một ngày làm việc. Ví dụ như là after họ không tắm được đi và họ cũng không có nước để rửa đồ ăn ha. And have water and have no water to wash food. Và lúc này mới là gì? Cho nên là ảnh hưởng tới sức khỏe nào. Cho nên là Cho nên là sâu sâu. it make not good Giờ nói cho cô cái cụm là điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của họ. for health, ảnh hưởng demand demand là nhu cầu, ảnh hưởng là effect 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 Đây này, tập cho cô cái và cụm này. have a negative effect on health. On health. Okay. Therefore, this has a negative effects on their health. Tiếp nào Linh nè, bây giờ nói về sức khỏe rồi đó. Tiếp nè, còn một ý nữa là gì? Plan is have a water. À, cây cối không có nước còn gì nữa Sẽ dẫn đến hạn hả? hán. Cây cối ngon nước thì dẫn đến hạn hán cũng Đâu, cái này là khủng hoảng nước. từ Khủng hoảng nước ở đây là khủng hoảng nước sạch đấy. Nước dơ tất nhiên là sẽ có, hoặc là có chỗ thiếu nước có chỗ không. Chỗ này em nói về cây, cây trồng cây tượng trưng cho gì á. Bây giờ mình sẽ nói là không có nước cho sản xuất luôn đi nè. didn't have Okay. There isn't water for production activity, hoạt động sản xuất ha. Cho các hoạt động sản xuất activities. Mà không có nước cho hoạt động sản xuất thì lúc này chuyện gì xảy ra tiếp theo? Hệ quả là gì? water. Không có sản phẩm ra ra
Isn't no product. Isn't no products. There isn't product. À, để cô xem còn có cái từ gì là không có nước châu độc sản xuất, thì điều này có nghĩa là gây cản trở nha, gây cản trở rồi it prevents năng suất ha, productivity, ảnh hưởng tới năng suất nè, prevents ảnh hưởng nè, it affects. Hồi nãy có dùng effect rồi, dùng cho cô từ influence, influences. Rồi đi đi, mình có thể dùng modal verb ha, it can influence productivity, và điều này tạo ra đến nền kinh tế nè, which rồi hay nói cách khác á, mình sẽ tức là mình giải thích cho nó nè, in other words, dùng cho quen vài bữa mình bị học viết á, in other words, khủng hoảng nước ha, water crisis can affect seriously nền kinh tế luôn nha, national economy. Bây giờ nè, và chỗ đây là quy luôn nhé, quy nè, chúng ta không có nước sạch để dùng, thứ nhất mà khi không có nước để dùng thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày nè, thứ hai là nó, xong rồi mình lấy ví dụ từ đó tới thứ ba nó còn gây ra, it can also lead to, nó ảnh hưởng tới nền kinh tế nữa nhé, this can also lead to a damage to the economy. Rồi mỗi khi xử lý câu á, đi thi khoảng 30 tới 45 giây, xử lý cho cô nè, đưa ra cái câu trả lời của mình, sau đó đưa ra ý đầu tiên rồi ví dụ hoặc là giải thích, xong rồi ý tiếp theo ví dụ rồi giải thích. Rồi đọc cho cô từ này nè, convenience. Convenient. In inconvenience Inconvenient. inconvenience has a negative effect, Has a negative effect. lead to a damage, Lead to demand damage damage. production activities, Production activity. production activity, productivity, Productivity. productivity, influence productivity, Influence. influence Productivity. productivity. Ok, câu này Linh nói nè, Linh nói nữa đi, Dũng nói nữa. Đọc lại cho cô check các anh. Nên If there is a water crisis in our country, we don't have a clean water to use. It can cause inconvenience for their daily life. For example, they can take a shower and have no water to wash food. Therefore, it has a negative effect on their health. Ừ, giống next. It can also lead to damage to the economy. There isn't water for production activity. It can influence productivity in other world. Water crisis can affect seriously the national economy. Ok,
về nhà làm cho cô trả lời ba câu không sao. Mấy cô bị đứng rồi, à, đứng yên rồi, đã tí mình anh đứng rồi, bấm nút nào người ta dấu ai Dạ. mình anh đứng là bấm bấm nút nào đây, Cô thử bút ôn tab xem nó có chuyển đi được không? mất sao táp hả, Ôn tab đi. ôn với lại alt hay gì, Vâng, ALT với chữ tab đi. Cô thử ấn xem nó có ra cái alt gì. với chữ táp. Vâng, cô phải ấn giữ với nhau ấy. Xem nó chuyển được không? Xong cô thử ấn sang cái khác xem nào. Ý là nó đứng luôn à, À thế chắc máy cô bị ấy rồi. như con mở nhiều quá hay sao nha, Thế cô tắt nguồn đi bật tắt lại. lên lại. Vâng, Cái máy này là mua năm 2021 rồi, tới giờ là cũng được chưa tới 4 năm đâu, 3 năm mấy à. cái này Chưa, nó đứng rồi. à. Để cô tí ơi. Sao vậy trời. Để cô tắt nguồn nè. Được rồi. Về nhà trả lời câu hỏi nhé. Answer the questions. Number one. What do you use? What do people use water for? Number two, do you think you also try to save the water resource? Should we try to raise people awareness about the water protection? Cái này là về nhà, nhưng mà trước khi về nhà cô muốn nghe ý của mấy đứa trước nè, rồi sau lên cô gọi lại coi có gì khác biệt không. Linh nè, what do people use water for? Linh, Linh chạy đi chơi rồi. Dũng nè, Dạ. Dũng trả lời đi, Linh chạy đi ngủ rồi. What do people use water for? For clean out cái gì nhỉ? Sao em nãy em vừa nói Không, nói tiếng Anh thì mà để quên nói ai biết đâu. Rồi, ok. dạ vâng, people use water for sao quên mất cái đoạn Washing. What else? washing and Drinking. ring. Em có được nói là cung supplier water for me không, hay là for cơ thể không, for body đúng Supplier of water for body. không? Nên Vâng. mình nói drinking là đó, drinking là uống Đấy 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 thì em có được gọi là supplier cung cấp nước, à quên, supply cung cấp nước cho cơ thể thì có được không nhỉ cô nhỉ? cung cấp nước cho cơ thể là thuộc một cái câu khác nha, còn là dùng để làm gì mình nói mình dùng để uống là đúng rồi. À
Vâng. Rồi. À, Linh nào lên vào chưa? Rồi. Các bạn bị mạng bị làm sao rồi? Giống nào? Do Ra. you think you try to save the water resource? À, yêu thương bạn nghĩ bạn cố Bạn gắng có như nghĩ là bạn cố gắng kiểu tiết kiệm cái nguồn nước. tiết kiệm và cứu lấy nguồn nước á, save the water resource, tiết kiệm và cứu lấy nguồn nước, yes Yes, yes I or do. no? Hết rồi ạ. Đã hết ý rồi đúng không? Đã hết rồi. Có. Thì bảo là à đấy, thì nếu mà em trả lời em sẽ dựa vào cái đoạn văn ở bên trên của cô, em sẽ bảo Nên là nói đi, bây giờ giống như đi đi thi học thì để em nói đi, rồi hôm sau lên nói tiếp thì sẽ có sự khác biệt á, với chuẩn bị và chưa chuẩn bị đúng không? dạ em sẽ nói là Nói tiếng Việt đi giống. nowadays Ừ. climate climate change and water Ừ. increase Ừ. Ừ. degree giảm pollution có nghĩa và giảm và ô nhiễm I think you I try save Ừ. the Nếu mà mình ở mức độ giao tiếp đi làm á, hỏi gì trả lời nấy, còn mình đi thi thì mình phải hiểu mình nói gì á, tức là mình giao tiếp thì mình nói thoải mái, rồi khi vô thi mình sẽ gặp áp lực là câu trả lời nó có hợp lý với nội dung hay không, và từ vựng mình dùng có nó hợp với cái ban mà mình cần hay không, cho lúc này mình phải lên kiểu là luyện cách đưa ra câu trả lời phù hợp. Thì trong tiếng Việt, cái ý của cô nhé, cô chỉ gấp một ít thôi rồi về mình chuẩn bị thêm. Ví dụ này em có nhắc tới climate change, cô sẽ lấy từ cái ý đó nhé. Ví dụ là thế giới khí hậu bị biến đổi nè, và nó gây ra nhiều cái tác động lên đời sống, trong đó có ảnh hưởng tới nguồn nước. À, và tôi nghĩ là tôi cũng là một phần của cái thế giới này, cho nên là việc tiết kiệm nguồn nước là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của chúng ta, tức là mình nói ngắn kiểu đó, còn về sau nói nữa thì em nói thêm về nhà làm một cái câu mà làm sao đáp án cho cô 30 giây nhé, tức là em trả lời sao đó nhưng mà nó gói gọn trong cho cô là 30 giây được Vâng. chưa. Và bà đó là hôm nay trên lớp nè, mình chưa có từ vựng gì hết, là mình chỉ trả lời ngắn thôi, bây giờ mình sẽ về nhà mình chuẩn bị, hôm sau cô gọi lên cô nói, nhưng mà làm cho cô một bước là sau khi em đã tìm được ý rồi á, luyện đọc cho cô từng âm thật là rõ nha, luyện đọc từng âm thật là rõ, mà em đọc càng nhiều càng nhuyễn á, thì cái âm khi đi thi mình nói nó mới rõ. Còn em nói tới cái khúc đó em không nhớ cái âm, em đọc xong rồi cái máy nó thu lại, tại người ta thu cái âm của mình để người ta về chấm ấy, và mình nói người ta không hiểu thì mình sẽ không có điểm bằng đó. Rồi ba câu này là về nhà làm. Rồi cô mở cái phần tiếp theo lên, phần này là luyện âm nè. Để thi TOEIC phần đầu tiên nè. Rồi. Rồi nhìn vào nè. Linh bận hả? Linh bận thì Dũng trả lời hết nè. Dũng nè. Phần speaking nè. Nhìn vô bao nhiêu phần nè. Dạ quá 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Nói phần chung là có bao nhiêu câu à? quá 11 câu. 11 câu Tức là mình phải nắm cái nội dung, thì khi cái màn hình nó chuyển slide á, là mình không có thời gian để đọc đề đâu. Mình chỉ có thời gian đọc cái phần yêu cầu thôi, chứ phải nắm trong đầu. Bộ não mình nó phải nhảy số. Tới cái lúc đó là mình phải chuyển sang cái hình thức trả lời kiểu gì đó. Phần đầu tiên là làm gì đây? ra phần ở đâu của cô Đây đây. à, cái phần 1 2 à, đọc to à, đọc một cái đoạn văn bản Đọc lớn nha. Rồi. và miêu tả cái bức tranh Rồi.
Tiếp theo là trả lời cái câu hỏi. Rồi, trả lời câu hỏi về mình nhé. Về mình đó, rồi Vâng. tiếp nào. Tiếp theo là cũng trả lời cái câu hỏi sử dụng cái thông tin mà họ cung cấp ấy. Đúng rồi. Là Tiếp cái này theo là... cũng Rồi, dạ. tiếp. Rồi, tiếp này, tiếp này. Cái purpose, cái solution, cái giải pháp, đề xuất một cái giải pháp đúng không? Gì đúng À, không? vậy thì cái khả năng câu hỏi nó đưa ra cái gì chứ? Dạ. Trong câu Ừ, hỏi nó đưa ra... nó sẽ đưa ra cái tình huống, mình sẽ đưa ra cái giải pháp. À, mà trong tình huống đó là... Situation đấy. Tức là tình huống đó nó sẽ nói về một cái vấn nạn gì đó. À, Vâng. nó trình bày cho mình. Sau đó là khi mình đã đọc xong á, là mình phải tự hiểu nha. Mình phải nghe hiểu cái vấn nạn đó. Sau đó mình mới đưa ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Cho nên cô bảo là luyện luyện nghe thật là nhiều vào. Tại vì mình đi thi, mình chỉ có nghe từ trong máy âm thanh nó ra thôi. Nghe, luyện nghe podcast là khi cái từ vựng của mình nó đủ nhiều á, thì cái lúc mình nghe mình sẽ tự hiểu được. Cái thứ hai nữa là nhiều khi nhìn nó thì hiểu, nhưng mà đọc đọc thì hiểu mà nghe thì không hiểu, tại vì âm của mình chưa có nghe quen nó nối âm ấy. Câu 11 làm gì đây? Bày tỏ cái quan điểm của mình. Quan điểm, tưởng tượng ra là nó là gì? Dạ, quan điểm mình bày tỏ cái quan điểm Tức là opinion họ của sẽ mình. đưa cho em một cái tình huống và lúc này em sẽ chọn theo cái hướng nào, ý nghĩa Vâng. của mình sẽ gì đó. Rồi phần không cần viết là nói về gì đây? Writing Sentence. session. Write sentence by one picture. Kiểu picture là bức tranh vậy, sẽ viết về một cái, Viết mấy câu? dạ viết one câu Viết một và một câu. câu. Ừ. À, nhưng mà phải dựa vào bức Dạ tranh, phụ vào bức tranh đấy. dựa vào bức tranh, và nó sẽ cho mình để có nói chung là nó cho mình Ui, một đây tranh đó. đây là cấu trúc của bài thi tối kìa cô. Đúng rồi. Ui hay nhỉ, thế bây giờ coi như là đang luyện 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 để chuẩn bị đi luyện đề của speaking với writing rồi cô. Sách này là sách học, À thế thì phải chăm hay chú là mới được. học xong rồi mới luyện được cái chưa, em nhảy ra em luyện cái gì. À Rồi vâng. tiếp theo nè, viết phản À, hồi cho gì? cho cái yêu cầu đấy, cho yêu À, tức cầu. là người ta sẽ cho em một cái thư, sau em đọc cái thư đó rồi em viết ngược, em viết cái thư lại, nhớ hồi trước qua cho còn nhớ Quá. hồi trước mình viết mẫu thư đó, tức là viết phản hồi email. Email có nhiều loại khác nhau, và cuối cùng Vâng. là viết một bài luận về Về cái quan điểm. quan điểm nha. Mà khi đưa ra một cái quan điểm đó, người ta hỏi đồng ý hay không đồng ý, thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ trả lời theo cách nào? Mình sẽ tùy thuộc vào tình huống thì mình sẽ đồng ý hay không đồng ý. Một là đồng ý nè, hai là không đồng ý, còn ba là Là cả vừa cả đồng ý vừa không đồng ý. đúng rồi, thịt ba rọi đó. À, Thì giờ em sẽ chọn cái cách thứ ba bởi vì em sẽ biết được nhiều hơn. không, tùy theo tình huống lúc đó trong đầu em có được bao nhiêu từ vựng liên quan tới. À, ví dụ cả về đồng ý và không đồng ý em đều có ý, thì em viết cái dạng là 50-50. Còn nếu như em chỉ tìm được hai cái lý do mà đồng ý thôi, thì mình lại viết đồng ý. Thật có nghĩa là nhiều khi mình muốn viết là 50-50, nhưng mà mình không tìm ra được cái lý do để cho nó ra 50-50, dựa vào từ vựng lúc đó trong đầu em có. Tại vì chủ đề ra thì mình không biết ra chủ đề gì, cho nên cô bảo đọc sách nhiều vào, đọc càng nhiều thì tới đó mới viết được. Cái này là phải học thật là lâu đó nha. Rồi, bây giờ qua cho cô phần 1. Ha, read the text aloud. Rồi, đọc cho cô vài từ nhé. Annual. Dạ. Ơ nó ở Annual. chỗ đây. À, annual. Annual. Place. Take Place. Activities. place. Activity. Whole. Activity. How. Ha. All ages. All races. Nó âm All l quá. races. All ages. All races. Chờ All nhé. races. All ages. All races. Rồi bây giờ nghe nghe xong rồi lát đọc lại nhé. Và lát nữa còn lại bài về nhà thì cô sẽ gửi sách và mình về mình luyện luyện một cái số đoạn cô giao ấy, xong về hôm sau lên cô gọi đọc. Speaking, questions 1 and 2.
Walk through. Read a text aloud. What you'll see and hear. Questions 1 and 2. Read a text aloud. Directions. In this part, you will read a text aloud. You will have 45 seconds to prepare and 45 seconds to read the text aloud. Rồi, khi đi thi nó nói một cái đoạn như vậy là mất khoảng 10 giây. Trong 10 giây đó, nhiệm vụ của em nè, 10 giây mà cộng thêm thời gian chuẩn bị là 45 giây. Trước khi đọc em phải dùng mắt em đọc lướt qua trước nha. Mục đích là, tức là mình phải có thuật vận nha. Mình đọc qua là mình hiểu cái ngữ cảnh của nó để mình dùng một cái tông giọng phù hợp với ngữ cảnh đó. Và cái thứ hai, khi mà mình lướt qua là mình chuẩn bị cái từ đó nó đọc như thế nào, thì cái lúc mà đồng hồ nó bắt đầu bấm giờ ấy, đọc vào trong bước vào rồi bắt đầu nghe nhé. Cô, nó có 45 giây chuẩn bị. Ủa sorry, nó đâu có cho đọc mẫu cho mình đâu, mình phải tự đọc chứ. Rồi Linh đọc nè. The city annual summer festival will take place next Saturday and Sunday. There will be activities that are fun for the whole family. You can try a variety of food, hear different kind of music, and enjoy games for all ages. Tickets cost $15 at the gate. However, if you buy your ticket in advance, you will get a 10% discount. Tickets are available at many local stores as well as at City Hall. Don't miss this fun event. Ngoài Dũng, có gì nhận xét không? Dạ, bạn ấy đọc chưa có sự lên giọng và xuống giọng về Rồi. để chỉnh sửa ngay nhé. Rồi. Dạ, Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Em không đáp. Rồi, vậy thì mình lên kiểu gì và mình xuống kiểu gì để bắt qua tuần sau nhé. Thứ nhất là trong quá trình cô gửi bài về thì có từ nào không biết đọc thì phải chạy đi tra cho cô nha. Vâng ạ. Đi thi là phan đại đó, nhưng mà trước khi mình phan đại là mình phải có một cái vốn liếng nào đó trước khi mình đi thi. Gặp từ nào là đi tra từ đó. IPA thì biết đọc rồi, về nhà cứ check cho quen Speak ha. it. Tiếp nè. Bây giờ mình có từ stress. Stress là âm nhấn nha. Âm nhấn, ví dụ như là âm nhấn của từ ấy. Đọc cho cô cái từ này. Để cô tí nó bị nhảy. Rồi, cô lấy ví dụ nhé. Từ này đồng sao Dũng nha. How can you Dạ. pronounce? Concert. Nhóm âm 1 nè. Concert. À, Con concert. concert Concert. Sao con như kiểu là nhấn vào cái âm 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 của từ sớt không nhỉ? concert nhóm dịch từ xung danh từ mà nhóm âm 1 được chưa? Concert. Concert concert. Vậy thì ở đây nó gọi là nhấn theo kiểu là nhấn của từ nhé. Bây giờ mình có nhấn của câu. Để con stop cái màn hình này. Rồi. Mình có nhấn nhấn câu nha. Rồi khi mình nhấn câu mình nhấn cái gì đây? Nhớ cho cô nè. Nó sẽ nhấn vào content word là từ mang ý nghĩa về mặt nội dung. Nhìn cho cô cái câu nhìn cho cô cái câu này. Câu này có từ nào mà nó có nghĩa mà? Dũng nè, từ nào mà mình có thể dịch nghĩa ra được á? Từ nào? Dạ, cái từ ở trong đoạn này Cái câu mà cô khoanh á, cái từ nào mà mình có nghĩa mình có thể dịch ra được? meeting và conference. Cái từ room có không? Dạ, room có luôn. Có, Cái cả cái từ room, cái từ room nó mang, nó vẫn có dịch được nghĩa mà, nó là gì? room có nghĩa là phòng ạ. Nó là phòng. Rồi. Tuy nhiên nè. Conference. Conference. Tuy nhiên cái chữ room nó đứng ở cuối câu mà trong câu mình là có dấu chấm á, thì cái từ cuối câu mình sẽ xuống giọng. Thành ra mình không có nhấn cái từ room đã được. Được chưa?
Rồi, content word bao gồm những từ có ý nghĩa mà mình có thể dịch ra, mà khi mình dịch ra nó sẽ bao gồm động từ nhé. Được chưa? Đầu tiên là verb nè. Content word bao gồm là động từ nha. Danh từ, tính từ, trạng từ, cái từ mà nó dịch ra nghĩa nghĩa được á, và từ phủ định. Từ phủ định ví dụ như là ở đây là will be thì will nó không có nhấn mạnh, nhưng mà nếu mà nó là won't thì người ta sẽ đọc nhấn mạnh lên để người ta phân biệt được cái chỗ đó là won't. Nó không đọc ra mình nhận ra được. Được chưa? Và những cái âm mà nó gọi là stress là mình sẽ đọc lên giọng và mình đọc to rõ cái âm đó. À. Rồi. Nhớ cho cô nhé. Nhấn âm tức là ví dụ như cái từ meeting, meeting là nhấn âm một rồi, mà câu này là nó nhấn theo câu nữa, là mình hồi nãy Dũng có nói với cô là lên giọng và xuống giọng. À. Ở đây mình đọc cái gì đây? The meeting will be in the conference room. Ở chưa? Giờ mình nghe máy đọc mẫu nè. Get it right. Stress. The meeting will be in the conference room. Rồi. Dũng nè. Dạ, the meeting will be the conference room. À, lên cái chữ conference. The Conference. meeting. The Conference room. conference room. Conference chứ không có phờ luôn nhé. Conference room. Conference room. Room đi xuống nha. Room đi xuống. Linh nào, again please. The meeting will be the conference room. Thêm S nào, conference room. Conference Conference room. tiếp S ở đâu cô? nè. S là chữ S CE conference. đó em. Conference, CE mà CE là chữ Conference S room. đó. Conference room. Rồi, rising and falling. Rising nè, đầu câu rồi mình đọc tới cái chỗ đây là mình sẽ lên đúng không? We have a meeting on. Chỗ này là dấu chấm nè. Cuối câu em sẽ xuống giọng cho cô. Dấu chấm là mình sẽ xuống giọng nhé. Và câu hỏi mà nó bắt đầu bằng when, what, where, why, nó gọi là câu hỏi có cái từ để hỏi đó, thì cuối câu mình cũng sẽ xuống giọng. Rồi, khi mình liệt kê nha, khi liệt kê ví dụ cái chỗ này nè thì phải 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 cho nó lên sales, earnings and future plans, chỗ này xuống rồi. Còn khi mà em liệt kê nè, A, B and C, C là đi xuống lại, cái âm phần sau cái chữ E là mình xuống, còn chỗ này mình sẽ đi lên. À, rồi, rising là chỉ có lên thôi, tức là câu mà hỏi là đúng hay sai thì cuối câu em sẽ phải lên giọng. Bây giờ mình sẽ nghe mẫu sau đó đọc lại nhé. Rồi, nghe mẫu nè. We have a meeting on Tuesday. We'll be talking about sales, earnings, and future plans. What time is the meeting? Is the meeting at 2 o'clock? Ừ. Rồi, câu đầu tiên nó nhắn cái gì đây Linh nè? Nó nhấn vào meeting. À, meeting. Chỗ đây nhá, Tuesday đi xuống rồi. À, tiếp nè. Câu 2 nó nhấn vào từ sale, Sales, earning, earnings. and future Future plan nó có đọc nhưng mà nó xuống, cái hơi nó đi xuống á. Future plans, future rồi, ok, future plans. À, rồi có cái động từ talking nữa nhá. We're talking about sales. We're talking will be. We're talking about sales. Chỗ này sẽ là gì? What time và không? Meeting. Meeting. Meet nhưng mà thing đi xuống. Meeting. Rồi. Câu cuối thì đọc là gì? Is there meeting? Is the meeting Meeting at 2 o'clock. at? Nãy có đọc ở clock không? Nghe lại chỗ này tí ha. 2 o'clock? À đúng rồi. Clock. 2 o'clock. Clock là đi lên. Được chưa? Rồi thay phiên nhau đọc nè. Linh nè. Dũng. Linh Dũng. Ok. Ok. We have a meeting on Tuesday. Đó, xuống mà. Đọc lại. Dấu chấm là đi xuống giọng nè. Ok. We have a meeting on Tuesday. Tuesday, Tuesday. On Tuesday. Rồi, tiếp, next.
We'll be talking about sales, earning and future plan. Rồi, ok. Rồi, tốt hơn hồi nãy đó. Tiếp nào. What time is the meeting? Ok. Last. Is the meeting at 2 o'clock? À, ok. Vài bữa là cái phần này học xong rồi. Là cô sẽ không dạy nữa mà cho bài tập tại nhà. À, tức là mình phải học kiểu gối đầu á. Cái nào mà xong, cái nào mà học ok rồi á thì cô sẽ giao bài tập về nhà, cô sẽ chấm bài tập ở nhà riêng, tại vì cái gì cũng đem trên lớp á thì em sẽ không học kịp. À, cái phần nào mà xong rồi thì cô sẽ để cho mình làm và cô chấm vào nhà, còn cái đoạn trên lớp cô sẽ dạy cái mới. À, cái này phần này cũng lâu á, phần số 1 cũng lâu á. Rồi bây giờ mình sẽ vận dụng nãy nhá, vận dụng nhá. Rồi đi lên nè, đi lên là đâu nè. Rồi, khi mà mình mới vô mình chưa có xác định được là cái đó là lên hay là xuống thì nhớ cho cô quy tắc đơn giản nè. Đầu tiên dấu chấm hỏi đi lên, dấu chấm đọc xong là cứ đi xuống cho cô cái từ cuối nha. Được chưa? Rồi, tiếp. Nếu như em vẫn không xác định được là mình đọc hay hay dở thì về nhà luyện shadowing cho cô, hoặc là luyện nghe nhiều, bởi vì trong podcast là giọng người ta nói thật, nó không phải là bài nói hay là bài sách audio gì hết, mà kiểu là trong podcast là người ta trò chuyện với nhau ấy, và cái đó mới là cái văn phong của lời nói trong đời sống hàng ngày. Và nhớ cho cô là tất cả các từ mình không biết mình phải đi tra hết, vô đi thi không biết thì đọc lại, nhưng mà cái từ nào biết là phải đọc cho đúng cho rõ. Mà hiện tại là mình chỉ luyện tập cho đúng nha, còn về sau mình đọc ok rồi lúc đó mình mới bấm thời gian, còn bây giờ mình chưa đọc được mà mình bấm thời gian thì nó hỏng hết. Rồi đọc một số từ nè. Attention, Attention. sần cong lưỡi Attention. lên. Attention. Attending. 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 Athletic. 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 Banquet. Atlantic. Banquet. 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 Fantastic. 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 Fan Fantastic. rất Athletes. à, lại À, cho chưa nên danh từ mình đọc những âm một nhé. Racket. record Racket. record States division division. state Division. state 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 states division. state Purchase. division Okay, purchase purchase. Uniforms. uniform Uniform. Scoreboard. Scoreboard. Scoreboard Appreciation. appreciation Appreciation. Rồi cái nhóm ES nè. Coaches. coaching Refreshments. refreshment Refreshments. Refreshments. refreshment Refreshments. Around the Arouders. around The Arouder. around Arouder. Và âm ở cộng với chữ the đằng trước nha. Around around the. Này. Applause. Applause. applause Applause. no Candidates. Candidates. candidate Candidates. Candidates. candidates Rồi, ok. Bây giờ mình nghe bài mẫu nhé. This has been a fantastic sample response. Could we have your attention, please? We'd like to take this time to thank you for attending this athletic banquet. This has been a fantastic year for our team and our athletes. We now hold a new record for most wins in our state's division. Your support has allowed us to purchase new uniforms and a new scoreboard for our field. To show our appreciation for the coaches, the staff, and our fans, we'd like to invite you to view the new scoreboard, enjoy some refreshments, and meet the team.
Let's give a round of applause for the three candidates for Player of the Year. Để mà người ta phân biệt cái âm mình nhấn hay không ấy. Những cái âm như thế này người ta đọc nhanh ấy. Còn mình thì hiện tại mình cứ đọc bình thường nhé. Khi nào mình quen gần rồi thì nó sẽ tự nhiên hơn. Rồi, đọc cho cô nè. Dũng đọc đoạn đầu, Linh đọc đoạn sau nhé. Dũng nè. We have a draw attention, please. We'd like to take this time to thank you for attending this banquet. This has been a fantastic year for our team and our Athletics, athletes, athletes. Alice, we are now hold record for most wins in our state division. Đây nào. Your boss has allowed her to change new uniform and a new scoreboard for our field. So our appreciation for the coach, the staff, and our fans. We'd like to invite you to view the new scoreboard, enjoy more refreshment, and meet the team. Let's give a round of applause for the three candidates for Player of the Year. Ok. Bữa sau mà cô giao bài thì về mình ghi âm nhé. Ghi rồi xong mình nghe lại, mình nghe tới khi nào mà không vấp nữa thì mới gửi cô nhé. Còn cứ vấp là cứ cứ ghi nhé. Mấy cái người mà quăng video lên trên mạng cho em xem đó là họ cứ quay đi quay lại, quay tới khi nào họ không vấp là họ mới đưa cái bản cuối lên cho mình xem. Chứ không phải là đọc lần là đọc luôn đâu ha. Rồi. Đọc cho cô mấy âm này nè. Ha. Ha. Thing. Athlete, À, athlete. Tạm thời giữa nhé. Athlete. athlete, athlete, Throw. throw, Throw. Throw nhé. Throw. throw, Rồi. throw, Man cầm chữ thơ đặt. man, Man. man, Rồi. Then. then. Close. 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 Clear. 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 Create. 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 Create nhé. Create. Create. Zero. Real. Zero. Zero. Z ha. Zero. 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 Có gió đi ra nè. Zero. 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 Âm này âm Z nè. Wisdom. 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 Ok. Wins. Win. Rồi. Âm sờ cong lưỡi nào. Shield. Tiêu. Cong lưỡi lên chưa, cong Xin. lưỡi nào. Ha. Shield. Shoe. Shoe. Shoes. Motion. Motion. Rồi Motion. âm đuôi là Wish. wish. Đúng rồi. Wish. 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 Âm S, âm S. Wish. Wish. Rồi. Wish. Wish. Right, like. 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 Âm L ở đằng cuối câu nè. Đọc xong đá lưỡi lên nhé. Hold. Oh. Rồi, âm này âm E mà đi với âm S thì âm S phải bật ra nha. Shell là có âm L đúng không? Shell là âm L, sau đó bật S ra nè. Self. Shelf. Rồi, bật Self. âm F ra nào. Shelf. Self. Self. Ok, tiếp nè. Fl. Ha. Flake. Click. F Click. nhé. Âm F và âm ở dưới khác nhau nè. Flake. Click. Rồi. Click. Không, không phải F, không phải F. Âm K.
Lake. 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 Rồi. Lake. Âm này mới âm vờ nè. Place. Play. Play. Place. CE đọc chữ S nào. Place. 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 Rồi âm bờ này đọc nhẹ thôi. Land. 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 Rồi tiếp nha. Âm R đằng trước thì đọc, mà đằng sau thì mình sẽ đọc, mình sẽ không đọc nó, nhưng mà mình sẽ cong lưỡi lên nha. Repair. 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 Okay. Server. 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 Trip. Trip. Chip. Âm tr này trong tiếng Việt á, đọc cong lưỡi, thì trong tiếng Anh cũng cong lưỡi nhưng mà mình phải có hơi bật ra. Trip. Chip. Chip. Bật hơi ra chút nữa nè. Tr. Tr. Tức là hơi ít Chip. thôi, không có nhiều. Cái nhiều á, cái hơi nhiều là nó rơi vào âm này nè. Chỗ này là mình cong lưỡi nha. Trip. Chip. Chip. Trip. Trip. Cong lưỡi là trip. Chip. Chip. Rồi. Tiếp nè. Chip. Pre-scorer nhé. Scorer nè. Scorer. Được chưa? Không. Prescribe. Please. Why? Prescribe. Ok. Please. Clerk. Why? Clerk. Glove. Glove. Tiếp nè. Âm R cong lưỡi âm S bật ra nhé. Horse. Horse. A Horse. car. Không không không. Có một tiếng Horse. thôi. Horse. Horse. Curse. Ok, silence. Silent. Ceremony. Silent. Silent. Ceremony. Ceremony. Money, Ceremony. money. Ceremony. Ceremony. Không có money, mơ mơ âm ơ thôi. Money là tiền, chỗ này làm ơ thôi nhá. Ceremony. Xe nó nhá, một rồi. Ceremony. 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 Có money mơ thôi. Ceremony. Money. Money. Ceremony. Money mơ đâu có mơ nha. Ceremony. Ceremony. Rồi. Tiếp à. Âm này là âm T đúng không? Ví dụ như cái từ này mình đọc là T. À. Khi thêm S á. Để đọc cái âm đó. T. T. Tuy nhiên khi mà âm đây nè, em đọc thành âm T, âm T cũng không sao nhé. Bây giờ mình đọc là stir đi, nó hơi khó. Mình đọc là stir, stir. Ha, stir nè. Study. 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 À, cứ thấy chữ stir đi với chữ tờ, em đọc cho cô giống chữ tờ là được, không sao hết. Bật S chữ tờ thôi. Study. 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 À, câm lưỡi nè. Streets. Chip. Streets. Streets. Chip. Hai. Chip. Circle nhé. Script. 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 Cái âm vần ở giữa thì nó không khó, mà cái âm mà mấy âm phụ âm nó mới khó đọc đó ha. Child. 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 Bật hơi ra. Child. Cái lúc mà em đọc chữ ch, ch có gió bay ra ngoài miệng nha. Child. 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 Được Child. chưa? Giống Child. mình đuổi cái con chó nó tới nó cắn mình đuổi nó. Đó, âm đấy đó. Child. 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 Lunch. Lunch. Watch. What? What? Rồi, âm này âm chè, nó hơi giống âm này. À, nhưng mà nó không có bật hơi nhiều như âm này và nó rung. Giờ mình không biết rung như là đọc, không cần phải bật hơi nhiều nhé. Đọc nè, jump. Jump. Chăm. Jump. Chăm. Ở trên này, ở nói trên này là cô bật hơi, kiểu này cô không bật ha. Jump. Chăm. Rồi. Dodge. 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 Ok. Lounge. Lounge. Cô Loud. Loud. làm lại ha. Loud. Cái chỗ này là lounge, nhưng mà ở trên này cô bật nè. Watch. Được chưa? Âm nó hơi bật ra hơi nhiều hơn nè. Watch. Gió ra nhiều hơn. Ở đây là lounge. Lounge nó nhẹ hơn, gió nó không có ra bằng như âm ở trên. Rồi chữ V đầu câu thì dễ rồi nè. Value à, Volume. Vo volume, yêu còn cái chữ M rồi nhé. Volume. volume, Volume nhưng mà volume, âm V ở đằng cuối câu nè. Curve. curve, Không có curve, V luôn á, mình chỉ có lọc là được thôi, như đó thôi. Curve. Curve. curve, À. curve.
Thế đọc thêm S nè. Nói khó một chút là shelves. G rồi Sales. tới giờ nhé. Shelves. Sales. Mình có cái âm này nè. Move. Move. Rồi bây giờ nè. Moves. Được chưa? Moves. Move. Tức là V rồi đi với âm V, nó sẽ đi với âm Z ha. Moves. Move. Move. Moves. Move. Moves. Move. Rồi. Nhớ cho cô tiêu chí khi mà thi cái phần đọc đó. Thứ nhất là đọc to, rõ. Đọc đúng phát âm nhé. Dạ. Sau đó nhờ vào luyện nghe, luyện shadowing đó, cần phải có nhấn âm. Nhấn âm và nhấn câu. Nhấn câu là cái chỗ này cô mới ghi nè, content word đó, là sẽ nhấn những cái từ đây. Nhấn âm và nhấn câu. Thứ ba, dấu chấm thì mình xuống giọng. À, dấu chấm thì xuống giọng. Câu mà câu what cái gì đó tới dấu chấm hỏi thì cũng xuống, nhưng mà câu mà có đúng hay không ấy, dạ đúng hay là không đúng đó, thì chỗ này sẽ là lên giọng. Rồi cái phần mà đọc có ngữ điệu là nó lý thuyết, nó chỉ dạy lý thuyết thì vẫn là lý thuyết thôi, mà để mình vận hành đúng là mình phải luyện đọc ở nhà. Mà khi em luyện đọc thì hãy làm cho cô cái bước là nghe nghe đọc mẫu nhá, nghe đọc mẫu. Vì hồi trước cô hay bảo lên Easy English app á, cái app Easy English á, để chọn cái đoạn nào mà nó nhỏ nhỏ ấy, xong mình ngồi mình nghe. Và để cải thiện phát âm nhanh nhất là nghe podcast, nghe lần 2 3 tiếng đồng hồ vô, mà để mình ngán thì nghe 5 phút thôi. Và mình sẽ học được cái cách nhấn nhá và nghỉ hơi giọng ấy. Khi level của mình tăng lên nữa, từ vựng của mình nhiều ấy, mình đọc cái bài đó mình sẽ hiểu được là cái văn phong trong bài đó họ đang nói về cái gì. Rồi bài tập về nhà. Lát cô gửi cái cuốn sách này, cô gửi rồi cô, để con xem. Hiện tại là cái phần 1 á, nó chỉ có đọc thôi, nên về là cô gửi cho mấy cái bài đọc. Và nhớ dịch kỹ tiêu đề nhé, bởi vì bài nó cũng nhiều ấy, lát nữa cô ngồi cô gõ ra cho mình. Dịch kỹ cái tiêu đề nó yêu cầu cái gì. Ví dụ cái bài đây. Bài này bảo làm gì Dũng nha? Dạ, Bài này làm gì? nghe và cái gì mà Khoan. Khoan. con cycle là vòng tròn là khoanh vào đúng không cô? Rồi, khó sinh là phụ âm ấy, là mình sẽ nghe chữ sơ và chữ đờ nào. Cái hồi trước cô có dạy phát âm rồi, giờ mình chỉ về ôn thôi. Được Vâng. chưa? Rồi, cô chỉ luôn. Khi mà cô giao bài tập về nhà làm mà đọc không hiểu thì dùng Google dịch scan cho nó cái khúc này để mình hiểu xem nó yêu cầu làm cái gì. À, cô gửi sách xong rồi cô liệt kê luôn mấy cái bài mình, mấy cái track đó mình cần làm từ trang mấy tới trang mấy. Hai đứa phải in sách ra nhé. Tại vì vừa học mà vừa ngồi viết trên giấy nó rất là lâu. Cái này sách hôm sau học mình làm tiếp. Lát nữa cô gửi ra danh sách bài tập làm, cộng thêm một đoạn dịch nha, dịch cái chủ đề mới. Rồi hôm sau nè, tại mình học double thứ bảy không có bài tập nhiều, nhưng mà chủ nhật là phải làm bù không. Thứ nhất là về viết từ nè, trả lời 3 câu hỏi, hôm sau lên lên biện minh biện chứng gì đó. Cái quy tắc thì về ôm lại nhé. Trong khi nè, trong khi đọc thì phải áp dụng nguyên tắc luôn. Và làm cho cô thêm một việc nữa nè, dùng bút màu đỏ á, được chưa? Và em làm cho cô cái này, mình làm lâu dần sau này nó sẽ cải thiện. Em link cái âm và em nối cái âm lại cho cô. Em nối âm và trong khi đọc thì em nhớ học cách nối. Ví dụ như cô sẽ dùng cái bút màu đỏ ở đây, xong rồi cô mới nói gì đây, cô nói cái từ là raise people đúng không? Xong cô nói là people's awareness about. Mình tập nối nha. Tức là ngoài việc luyện nghe thì mình cũng phải tập nữa. Rồi, bây giờ cô gửi sách, giờ mình nghỉ đây nhé. Rồi nhớ làm bài tập nha. Vâng.
Goodbye Goodbye, see you. Và tác phẩm nhé. you. Bye, see you.